Chào mừng tất cả các em đã đến với bài học địa lý 7 ngày hôm nay. Tiết hôm nay cô sẽ ôn tập để các em chuẩn bị cho bài kiểm tra mục tiết vào tuần thứ 8. Tiết ôn tập của chúng ta sẽ gồm có hai nội dung. Thứ nhất là lý thuyết và thứ hai là bài tập. Về phần lý thuyết thì các em sẽ học các bài như bài 5, bài 6, bài 7, bài 11, bài 13 và bài 17. Về phần lý thuyết, chúng ta sẽ có các câu hỏi như sau. Câu 1, trình bày vị trí và đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới. Câu 2, trình bày vị trí và đặc điểm khí hậu của môi trường đới ôn hòa. Câu 3, giải thích tại sao diện tích savan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng. Câu 4, giải thích tại sao lượng mưa ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông. Câu 5, hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. Câu 6, hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa. Câu 7, dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền vào chỗ trống sao cho phù hợp. Ở câu 7, mình sẽ có hai câu nhỏ là câu A và câu B. Ở câu A, dân số tăng quá nhanh sẽ gây ra những hậu quả như thế nào? Về kinh tế thì làm cho kinh tế chậm phát triển. Về đời sống, làm cho đời sống chậm cải thiện và tác động tiêu cực tới tài nguyên, môi trường. Câu B, môi trường xích đạo ẩm có khí hậu, nắng nóng và mưa nhiều quanh năm, biên độ nhiệt năm thấp. Khí hậu thuận lợi cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Ở câu 8, cũng tương tự như câu 7, dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền vào chỗ trống sao cho phù hợp. Câu A, dân số tăng quá nhanh dẫn đến tài nguyên thiên nhiên rừng bị thu hẹp, khoáng sản bị cạn kiệt, đất trồng bị bạc màu. Câu B, ở môi trường nhiệt đới, càng đi về phía hai chí tuyến thì biên độ nhiệt năm càng lớn, thời kỳ khô hạn kéo dài từ 3 đến 9 tháng, thực vật ngày càng giảm dần. Về phần bài tập, chúng ta sẽ có dạng bài tập phân tích và nhận biết các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. Về phần bài tập, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và nhận biết các biểu đồ này thuộc kiểu môi trường nào của đới nóng. Chúng ta sẽ phân tích 3 biểu đồ là biểu đồ A, biểu đồ B và biểu đồ C. Chúng ta sẽ hoàn thành vào bảng số liệu của từng biểu đồ tương ứng A, B, C. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu và hoàn thành về nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, biên độ nhiệt năm, các tháng mưa nhiều, các tháng mưa ít, các tháng không mưa và cho biết nó thuộc kiểu môi trường nào. Về nhiệt độ, để xác định được nhiệt độ cao nhất thì các em đặt thước nằm ngang lên trên đường chỉ màu đỏ ở điểm cao nhất. Như vậy, ở biểu đồ A, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C và vào tháng 5. Nhiệt độ thấp nhất, các em sẽ đặt thước lên trên đường chỉ màu đỏ ở điểm thấp nhất. Như vậy, ở biểu đồ A, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ C và vào tháng 12. Biên độ nhiệt năm là chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất. Ở biểu đồ A, biên độ nhiệt năm sẽ là 11 độ C. Ở đới nóng, các tháng có mưa nhiều là các tháng có lượng mưa từ trên 100mm trở lên. Ở biểu đồ A, các tháng có mưa nhiều sẽ là tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Các tháng mưa ít là tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 10. Các tháng không mưa là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 11 và tháng 12. Như vậy, dựa vào kiến thức đã học, các em có thể xác định được biểu đồ A thuộc môi trường nhiệt đới. Như vậy, tương tự như biểu đồ A, ở biểu đồ B chúng ta còn xác định được nhiệt độ cao nhất là 30 độ C và vào tháng 7. Nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C và vào tháng 1. Biên độ nhiệt năm là 14 độ C. Các tháng có mưa nhiều là từ tháng 5 đến tháng 10. Các tháng có mưa ít từ tháng 11
đến tháng 4, các tháng không mưa và không có. Như vậy, cũng dựa vào kiến thức đã học, các em có thể xác định được biểu đồ B thuộc môi trường, nhiệt đới, gió mùa. Như vậy, tương tự ở biểu đồ C, chúng ta cũng có thể xác định được nhiệt độ cao nhất là 28 độ C và vào tháng 10, nhiệt độ thấp nhất là 27 độ C vào tháng 12, biên độ nhiệt năm là 1 độ C. Các tháng mưa nhiều là từ tháng 1 đến tháng 12, các tháng mưa ít là không có, các tháng không mưa là không có. Như vậy, các em cũng có thể xác định được biểu đồ C thuộc môi trường, xích đạo ẩm.